Hôm bữa là mình có hứa với Uni à, khi nào mà cái bộ đồ này nó ra á, là mình sẽ mua cho Uni. Mình là con người ích kỷ, vì thế là mình sẽ không tặng cho Uni cái gì cả. Cái mặt của mày đã thấy ghét dễ sợ, tặng chi cho uổng đúng không mọi người? Thay vì mua bộ đồ đó, mình sẽ quyết định mình mua thẳng cái ngôi nhà này cho Uni luôn. Ủa? 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 Cái gì vậy? Hello mọi người, lại là mình đấy. Vui nè, thẻ tim mới nè. Đó, ủa gì vậy? Từ từ. Đó, thẻ tim. Trời ơi, cho Việt Nam. Đây, gấp lắm rồi mọi người ơi, gấp lắm rồi. Gì vậy? Ờ là vậy á mọi người. Thì chuyện là hôm nay mọi người biết gì không? Tôi đang ngồi bấm máy tính này, về tôi chuẩn bị là tôi vô tôi suy nghĩ là kiểu như là đã tôi đang suy nghĩ á mọi người. Thì hồi sáng mình có nhắn tin với Uni là như thế này nè. Em ơi, dậy đi quay clip. Rồi Uni mới nhắn lại cho mình là oh no, giờ em phải đi mua đồ với mẹ rồi. Đó, xong mà tự nhiên tôi buồn ngang luôn mọi người. Rồi xong tôi mới nhắn lại khi nào em về. Rồi xong Uni mới nhắn là chắc tầm 10 giờ mới về cơ. Mình mới kêu là ok vậy thôi, anh quay trước một mình. Sau khi mình đọc xong tin nhắn của Uni là mọi người có nghĩ là bước tiếp theo mình làm gì không? Chắc là biết rồi đúng không? Biết không? Trời cô tôi nhiều chắc chắn là sẽ biết ha. Nhưng mà làm gì vậy? Hả? Ủa sao nhân vật tôi nhảy dữ vậy trời? Thôi không dây dòng nữa, bây giờ mình sẽ vô thẳng quân này luôn. Lát nữa là mình sẽ đột nhập vô ạc của anh này đó. Thì vô ạc của anh này thì làm gì? Thì hôm qua vừa mới cập nhật xong thì ở trong cửa hàng là chúng ta sẽ có hộp pop thăm mới. Thì mọi người nghĩ là mình sẽ vô ạc của anh này mình mở hộp này ư? No. Hôm bữa là mình có hứa với anh này khi nào mà cái bộ đồ này nó ra là mình sẽ mua cho anh này. Vì hiện tại là trong cửa hàng cái bộ đồ này nó cũng xuất hiện rồi. Mà mình thấy còn đâu đó là chỉ còn là 2 ngày nữa thôi. Một ngày 21 tiếng kìa là bộ này nó sẽ hết. Nãy giờ mình có ngồi đây mình suy nghĩ với bộ đồ đó giá 200.000 là mình sẽ không mua cho anh này nữa nha, tại vì nó quá mắc mọi người. Mình là con người ích kỷ, vì thế là mình sẽ không tặng cho Uni cái gì cả. Cái mặt của mày đã thấy ghét dễ sợ, tặng chi cho uổng đúng không mọi người? Mình sẽ quyết định không mua bộ đồ này cho Uni. Thay vì mua bộ đồ đó, mình mua thẳng cái ngôi nhà này cho Uni luôn. Thì tại sao mình lại quyết định là sự lựa chọn nó như thế? Thì đơn giản thôi, tôi yêu Uni mọi người. Tôi thích Uni và tôi thương Uni. Vì thế là có món quà gì mình sẽ không bao giờ để cho Uni thiệt thòi cả. Hôm qua lúc mà mình định mua cái ngôi nhà này, mình có hỏi ý với Uni là Uni ơi, em thấy là cái ngôi nhà này với giá 1.300.000 nó có ổn hay không? Uni kêu là đẹp thì có đẹp nhưng mà nó mắc quá, nó không có xứng đáng á. Thì mình biết là ti là Uni nói gì thôi, chứ thật ra là Uni vẫn thích nha mọi người. Sao mà không được đúng không? Con gái nó không mà có. Nhà này thì mình cũng đã mua rồi, không lẽ giờ mình có mà Uni không có thì nó cũng hơi kỳ đúng không? Giờ thì đường nào ăn mì cũng cả tháng rồi, thôi ráng ăn thêm tháng nữa là 2 tháng có 2 đứa cho nó vui vẻ. Ok nha. Với lại là có mua cũng phải là có cho Việt Nam mà mọi người. Bây giờ là mình phải nghĩ cách thêm là mọi người, kiểu như lát nữa là mình mua xong rồi đúng không? Mình phải làm sao cho Uni bất ngờ á. Là lát nữa là mình mua là mình sẽ, ví dụ như là ngôi nhà cậu bé là ngôi nhà này, mình mua xong là mình bỏ cho bé là ngôi nhà này luôn nha. Mình không có bỏ cái ngôi nhà mày mắc tiền ra. Kiểu như là lát nữa là bé quê nha, mình sẽ kêu là Uni ơi, hồi nãy là anh vô ạc của em là anh mua một cái gì đó đối Uni kiếm được á. Đó, mình làm như thế để cho Uni tò mò. Nhưng mà trước khi mày tới với clip là mình phải quay lại cái đã. Ủa bạn nào chạy xe quay ghê dữ trời. Trời ơi chạy dễ sợ chạy luôn á. Quay chạy kiều mini game thôi, đây là clip của ngày hôm qua nha. Thì vẫn giống như thường lệ, tên của mấy bạn đã bình luận thì nó sẽ nằm trong cái vòng quay này. Bây giờ mình sẽ quay này. Hôm nay là sẽ có một bạn may mắn nhất, rồi xong bạn quy luôn bước 1 hoàn thành, bước 2 là tên, bước 3 là ID, bước 4 là gấu mềm mại. Chắc không được đâu. Ừ chắc không được đâu, bây giờ anh để mua cho em thành công rồi nè. Trời ơi, em nhớ là vô thôi, tiếp về của anh nha. Tiếp đến là mini game của ngày hôm nay, mình vẫn sẽ tặng cho mọi người là một trong hai cái gối này nha. Đầu tiên là gấu gối mềm mại này, hai là gối vịt mềm mại, hoặc là B. Cho những bạn nào mà thích mở tiệc câu cá là mình vẫn sẽ tặng cho mọi người là cái gối này luôn nha. Quầy đăng ký thi câu cá nè. Thì những ai mà muốn tham gia mini game thì đừng quên là để lại cho mình một like, một lượt đăng ký kênh, nhớ cái chuông. Bước thứ hai là bình luận tên, bước thứ ba là nhớ nha, mấy bạn phải có ID mình mới tặng được. Vì thế sao chép ID hãy bình luận vô luôn. Rồi bước thứ tư là mấy bạn hãy chọn với mình là một trong ba cái gối mà hồi nãy là mình để nêu lên trên á. Hãy chọn với mình là một cái nha, ngày mai là mình sẽ chọn ra một bạn may mắn nhất để trả kèo. Bây giờ là chúng ta sẽ tới với clip chính của ngày hôm nay thôi. Đi qua ạc của Uni nhưng mà mình không biết là có vô được hay không đó. Nhưng mà nói chung là cứ thử ha. Gít câu. Trời ơi may quá mọi người ơi, hiện tại là Uni vẫn chưa đổi cái mật khẩu cái ạc này luôn. Trời vậy là bẻ tin tưởng tôi lắm mọi người. Đây là tôi cho mẹ rất là nhiều lần nhưng mà bẻ vẫn chưa đổi mật khẩu. Đó. Thì bây giờ làm gì thì mọi người cũng đã biết rồi. Bây giờ mình sẽ chạy về nhà nhé. Thì thấu quan thì vẫn chưa nạp đâu, nhưng mà chờ xíu đây, mình chạy về nhà cái đã. Đây mọi người, hiện tại là mình mới chạy về tới khu nhà này. Thì bây giờ mình sẽ bấm qua vô thư cho mấy bạn xem. Đây, thư là không có cái gì. Ủa, gì vậy? Phí thành viên hàng tháng. Oh no, bài này bẻ giàu mọi người. Bẻ có tính tiếng rồi nhưng mà bẻ vẫn mua thêm một cái nữa để bẻ phòng ngừa sao á. Bài này bẻ ghê thiệt. Hiện tại là mình sẽ bấm vô cái bảng nhà cho mấy bạn xem luôn, cơ thể là nhà Uni có bao nhiêu căn nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ồ, bẻ có 7 căn nhà hả mọi người? Trời ơi, này à, Uni thích lắm đúng không? Uni thích lắm. Nói là làm luôn, bây giờ mình sẽ vô mình mua cho bẻ là cái gối này đó. 450 thẩu quàng nè. Thì với giá là có 1.299.000 nè. Ừ. Bây giờ mình sẽ quyết mẻ. Hôm qua tới giờ là mình với Uni là để tiêu hết là 2.600.000 rồi. Đó, thấy không? Nạp thành công nha. Vậy sau đó là mình sẽ vô thư mình nhận. Đây. Trời ơi. 450 thẩu quàng rồi, 200 kim cương. Hiện tại là ở trong cửa hàng của bé hình như là ôi, bé có 526 thỏ luôn nha. Vậy là dư rồi. Bây giờ mình sẽ bấm vô mình mua cho bé nè. Đấy. Trời ơi. Cái giây phút hồi hộp này nó ở đây nè mọi người. Mình đã nói rồi, mình sao cũng được nhưng mà mình sẽ không để cho người con gái mình thiệt thòi. Mua. Get go. Đây hả mọi người.
tặng Uni nha. Máy Uni. Đó, tôi đọc to gì, có ai giật cái cuối thì giật nha. Rồi, hiện tại, ôi, mua xong là bẻ còn nhiêu ta? Bẻ còn đâu đó là 71 thỏi quen luôn cơ. Ê, từ, bất công mà bây giờ mày thấy mọi người tôi đổi lại nhà. Quên. Đây, rồi sau đó thì có mua thì cũng đã mua rồi. Bây giờ mình sẽ vô mình mở hộp giùm Uni luôn. Ờ, mình mở ra Uni, giúp Uni là 10 hộp nha. Thì sao phải kim cương? Thì mấy cái hộp này thì giờ mà còn nặng làm gì nữa đúng không? Mình mở cái đun cho ra thôi, mở tất cả nè. Ui, đầu tóc, được đầu tóc à? Đầu tóc Uni khá chứ tế. Tóc. Đây. Trời ơi, xinh, tóc bên này chưa có nha. Mình giúp bên này mở ra đầu tóc luôn, tóc mà cũng ok này đó. Chibi chibi cha ba cha ba. Nhưng mà có một điều lát nữa mà Uni về là Uni vẫn chưa phát hiện ra đâu. Thay vì đó là mình sẽ vô phương tiện của bạn này. Mình sẽ giao hết phương tiện luôn nha. Bên cái nhà mới mọi người. Đây bây giờ mình sẽ bấm quay lại đây. Chờ xíu. Đi thôi. Trời ơi, chúc mừng Uni cái nhà mới. Đấy không mọi người, hiện tại là mình đã vô tới nhà rồi nè. Bây giờ là mình sẽ ủa, mấy cái trưng bày ô tô nằm ở đâu vậy? Còn nha, hôm bữa là mình thấy ở đây đúng không? Cái trưng bày cái ô tô á, hôm bữa là mình giấu đồ của Uni là thường thường là mình bấm vô đây mà. À, đây, mình thấy rồi mọi người, mình thấy rồi. Rồi bây giờ là mình sẽ bỏ đây luôn. Bè gái nha. 1 nè, 2, 3, 4 luôn. 5, 6, 7. Trời ơi, 8 cái trưng bày ô tô luôn mọi người. Oh no, 8 cái trưng bày ô tô. Rồi bây giờ mình sẽ vô đây mình mở cái phương tiện. Bỏ con cái heo nè, một con. Con ơi, con kéo ôi chứ sao mình lại. Mình hay kêu con đó là con cái heo đó mọi người. Bỏ thêm con rồng nữa. Ủa cái này mà bỏ cái phương tiện cao đấy. Ồ, phía bên đây mọi người. Cái này là bỏ được cái phương tiện xịn sò nè. Mình sẽ giấu chiếc xe mà mắc nhất của bạn nữa. Đây xe môi trần trắng. Mình sẽ giấu chiếc xe bay này nữa. Ok. Vậy đây là chiếc siêu xe đồ chơi nhỏ nè. Chiếc xe này là bạn hay chở tôi đi quay clip lắm. Bỏ vô luôn. Ừ còn cái nào nữa không? Mình sẽ bỏ hết luôn mà. Mình sẽ giấu hết luôn. Xe chở cuốn nè. Này thì cuốn hả? Bô gô bánh gạo sóc. Bỏ vô luôn. Oh no, nhưng mà không được đâu mọi người. Hiện tại là mọi người thấy không? Bên góc tay phải màn hình này, nó để tới là 10 giờ rồi. Hồi nãy là Uni có nhắn tin với mình là kêu là 10 giờ giờ mọi người. Bây giờ mình phải thoát ạt ra Uni gấp à. Nhưng mà trước khi thoát là mình phải qua kia mình đổ cái nhà cái để. Trời không thôi Uni vô phát hiện á. Đây mình ra tới nhà nè. Trời ơi, giờ mình còn ký em cái gì nữa. Đổ lại cho này đấy. Thì lần sau anh ký nha em ơi. Giờ anh đang cầm ạt của Uni rồi. Anh đi với anh đi nha. Để vô cài đặt đăng xuất ạt của bé ra. Bé về giờ á. Thấy không mọi người, hiện tại mình mới chạy qua ạt của mình lại này. Trời ơi, quá Uni chưa phát hiện ra. Giờ mình phải ngồi đây mình chờ Uni về mọi người. Phải chờ Uni về rồi xong mình mới. Cái gì vậy? Ai điện vậy? Cái gì vậy? Thì gì? Rồi xong bẫy điện tôi luôn rồi. Hello. Hello, em về nè, đi qua clip thôi. Ủa em về rồi hả? Đúng. Anh cũng đang ngồi chờ em, bẫy chờ luôn nè, em vô đi. Lẹ đây, em sắp quay xong rồi. Rồi, để xíu vô liền. Ờ, vô liền nha, Discord nha. Ok, đi. Tắt luôn. Ờ, tắt luôn mày mọi người, tôi tắt luôn. Giờ tôi ngồi lại chờ Uni tele qua, chờ xíu. Rồi xong rồi tới rồi thôi. Tôi không biết. Hello. Uni vô tele anh đi Uni, đi quay nè. Ok, để anh xíu, Uni đang vô nè. Ok. Ý hù. Ồ. Ủa bị yêu. Ủa hello anh. Ủa khoan. Ủa sao em có cái tóc này hả? Ủa tự nhiên hôm qua em like, em lên like em mở hộp mà em không nhớ hả? Nhưng mà em chưa có cái tóc này mà. Rồi xong rồi mọi người, tôi chơi ngu nãy tôi mở hộp cho Uni mà tôi quên đổi tóc. Hôm qua là Uni mở là Uni thiếu hai cái tóc nè, với lại hai cái mặt nữa. Ê hả? Anh vô nick của em đúng không? Cái gì? Anh vô nick của em mở đúng không? Tự nhiên nick của em anh làm gì biết đâu mà vô. Rồi anh phá nick của em giống hôm trước nữa chứ gì? Anh đâu có phá đâu trời, em nhìn kim cương đi, anh có phá cái gì đâu trời. Kim cương hôm qua tôi nhớ là tôi có gần 2000 kim cương. Ờ giờ còn nhiêu? 1930. Ờ 1930 gần 2000 mà một giờ còn 1930 nó có nhiêu đâu? 1-2 vậy là nó mất 2 hộp. Nó mất 2 hộp hồi nãy này thì nói thiệt luôn, anh vô ẹt của Uni. Anh vô anh định mở 10 hộp luôn, anh định phá hết kim cương của Uni luôn. Nhưng mà anh thấy Uni tội quá, anh mở cái 2 hộp à. Anh dám mở 2 hộp sao mà anh còn định phá hết kim cương của tôi nữa, sao anh gan quá vậy? Đâu có đâu, thì em thấy đầu tóc kìa, thấy không? Hồi nãy anh mở ra anh định cho anh em nhưng mà anh lỡ anh đeo vô mất tiêu rồi em quên. Thấy cũng đẹp. Đúng rồi, cũng cutie đúng không? Ừ, cũng cutie nhưng mà ai cho anh vô nick của em mà không xin phép em. Tại hồi sáng là anh thấy em đi quá thì anh thấy nó ạt anh thì nó cũng không có gì để chơi đâu. Này anh vô ạt của Uni thử. Đó thấy chưa, vô phá ạt của người ta. Cái đó thì sau này anh thấy em xong bây giờ Uni lấy chiếc xe chở anh đi chơi đi. Lấy chiếc xe hả? Xe màu xanh màu đỏ, Uni có chiếc xe màu xanh không? Chiếc xe này hả? Không, xe này nè. Nè. Đâu, đây đi chơi nha. Ok. Ủa? Hả? Ủa, Uni có chiếc xe đó mà, đâu rồi, từ từ. Ê, mấy hồi trước là Uni nhớ không, Uni lấy chiếc xe đã chở anh đi quay clip á. Ừ, Uni có chiếc xe đó mà. Ủa, giờ đâu? Ê. Hả?
dấu đầu của tôi giống bữa đó đúng không? Sao em đang nghĩ anh như thế không à? Đời nào mà anh làm gì với em đâu. Anh bao có bao giờ anh cho anh em không? Bữa giờ ngày nào mà không cho anh chỉ tôi coi coi. Ông bữa làm gì có cho anh đâu. Bữa giờ người ta dễ thương dễ sợ luôn không có cho anh á. Bữa bỏ hết xe của anh ta trong cái nhà nhỏ xíu đó không nhớ hả? Nhưng mà giờ đâu có bỏ đâu. Tôi về tôi coi mà có là ông chết với tôi á. Đây từ từ anh chở em đi luôn. Chờ xíu anh nè. Rồi nhanh lên. Nghĩ sao quá. Em lúc nào cũng nghĩ xấu cho anh hết á. Anh có khi nào mà kiểu như anh giấu một lần là em biết rồi. Có nhiêu đó mà giấu hoài đúng không? Nhẹo nê đâu vậy? Nhẹ thẳng luôn. Thẳng luôn hả? Đúng, thẳng luôn. Ủa, đó, trước mà. Nhưng mà anh chở hay em chở? Anh chở nhưng mà em đẩy. Anh chở nhưng mà em đẩy hả? Nè, nha nè. Đâu, nè bây giờ đi vô thử đi, hai đứa đi vô thử đi. Ok, vô luôn. Vô. Đó, thấy chưa làm gì có giấu. Lỡ giấu bên cái nhà nhỏ sao? Làm gì có giấu bên nhà nhỏ? Tự nhiên giấu xe của người ta hoài luôn á. Không có giấu. Ủa, Unni, em mới mua cái đây hả? Đúng rồi, Unni mới mua cái cuộc thi câu cá gì nè. Để mốt tổ chức cho mọi người chơi. Ủa, cái này chơi sao vậy Unni? Bây giờ Unni sẽ chọn con cá. Cá tuế đi. Ủa, mới câu cá gì câu cá tuế bây nhỏ? Nè, thì câu cá tuế dễ. Đó. À, vậy là anh bấm vô đó là chờ 5, 4, 3, 2, 1 là mình câu hả? Đúng rồi, mình tham gia. Ôi, tính ra là hồi nãy là anh cũng tạo mini game cho mấy bạn là cây gối này luôn á. Ủa vậy hả? Ừ, mà anh không biết là mấy bạn có chọn cây gối này hay không. Theo mình nghĩ nha, nếu mà cây gối này mình nghĩ là mọi người nên tham gia đi. Để chúng ta mở tiệc cái gì đó để tương tác với những người chơi khác á, đúng không anh này? Hơn cái mẩm cạp đầu anh này nè. Gì nó cạp đầu anh này hả? nhưng mà thôi anh này đi câu ghé nha, anh đi chơi tí xíu. Nhưng mà còn cái xe của anh này. Ủa sao bên này bị nhớ dài dữ vậy trời. Cái chiếc xe mày nhớ hoài à. Xe đó tôi mua bằng tiền á trời. Anh nói thiệt luôn là anh tái chế rồi, không tin là bây giờ em rè cái trước nhà em kiểm tra thử đi. Đi. Dạ. Thì yên tâm đi, anh tái chế xong rồi em mua cho em lại chiếc khác. Đây đây bên này, hay khóc quay đây lẹ ấy. Vô bên này mày thấy khóc đó. Không có đi. Thương anh bé này đi. Đây nhiều lên nè, hu cái gì mà hu, con cái mặt kìa, hu là mặt ngu á. Gì vậy? Đây chờ xíu nha. Nếu mà em không tin anh thì em có thể là ra kia em bấm kiểm tra nhà để em coi thử là anh có giấu gì không. Không tin là em bấm vô em kiểm tra thử đi. Ủa cái gì vậy? Chú Trương, cái gì nè? Ủa cái gì vậy? Ủa cái nhà này đâu ra vậy? Ủa tự nhiên cái nhà này ở trên trời nó bọc xuống rồi có biết đâu. Ủa. Ê gì vậy trời, bỏ đi luôn trời. Ủa. Cái gì vậy? Trời ơi cái nhà của tôi. Trời ơi. Anh tặng cho em hả? Không, anh đâu có biết gì đâu trời, tự nhiên nó có cho anh có biết gì đâu. Nhưng mà nói nè, thích đâu? Thích muốn khóc luôn á. Nhưng mà kêu trẻ là cọc lóc vậy, thích không? Thích lắm luôn á ông trẻ. Ê, không, cọc lóc nha, thích không? Dạ thích. Ừ, dạ thích. Thấy xe giống ok chưa? Ủa nó no. Cái gì vậy trời? Anh lấy tiền mẹ anh mua cho em đúng không? Không, tiền tiết kiệm của anh á trời, anh nhịn ăn mì 2 tháng á. Cảm động quá. Không biết. Ma. Gì nói thiệt đi chứ. Ồ, nhưng mà ông này anh hỏi nè, sau khi mà ông này bấm vô cái nhà ông này thấy sao? Kiểu cảm giác nó như thế nào ạ? Ông này tưởng đâu ông này chưa tỉnh ngủ. Chưa tỉnh ngủ hả? Tự nhiên cái ông này thấy nó cái ông này hết hồn luôn. Hết hồn luôn hả? Đúng. Món quà anh tặng cho em đó. Không nghĩ giờ anh có mà em không có được thì nó hơi kỳ đúng không? Oh no, chôn chôn của tôi. Ok thì nói chung là mình cũng nhịn ăn mì 2 tháng ở mua trời này. Thì nói chung là yêu này lắm á nha, yêu này lắm á. Ok. Yeah. Bye bye mọi người. Thì hôm nay là clip nó chỉ như thế nha mọi người. Thì những ai mà thấy clip này hay thì đừng quên này để lại cho kênh của mình 2Đúng11 like, mọi người đăng ký kênh nhé. Bye yêu. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo. Không biết anh. Không biết hả? Ừ giờ ngôi nhà của em á, em thích làm gì anh làm đi. Anh đi nha. Gì mà chơi đi.